Chiều ngày 17 tháng 9, Công an phường Tràng Giài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành 841 của phường Tràng Giài phát hiện, lập biên bản, xử phạt 6 người tụ tập ăn nhậu trong vùng phong tỏa. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính cả 6 trường hợp với lỗi vi phạm, không thực hiện quy định áp dụng biện pháp tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng. Mức phạt mỗi trường hợp là 15 triệu đồng và tổng cộng mức phạt của cả 6 trường hợp là 90 triệu đồng.